Kiếm tiền rất dễ, con trai của Tổng thống Biden bán 5 bản in bức tranh với giá là 75.000 đô cho mỗi bản. Ít nhất là 5 bản in bức tranh của Hunter Biden đã được bán với giá là 75.000 đô cho mỗi bản. Và một nhóm luật sư vẫn còn đang xem xét những khách hàng có tiềm năng, có kế hoạch là sẽ tham dự buổi triển lãm tranh sắp tới của ông ta vào thành phố New York. Và hiện tại thì đang bị trì hoãn cho tới mùa xuân sắp tới. The Post đã đưa tin phòng trưng bày của George Burgess đã bán các bản in này trước ngày 1 tháng 10, trước cái buổi khai mạc của buổi giới thiệu bất ngờ tại thành phố Los Angeles, một nguồn tin đáng tin cậy đã cho biết vào ngày thứ Năm vừa qua. Không biết rõ là ai đã mua các bản sao này với giá chỉ bằng một phần nhỏ so với mức giá cao nhất là 500.000 đô cho một tác phẩm gốc của người con trai đầy tai tiếng của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, hoặc bất kỳ bản nào nữa được bán sau khi buổi trình diễn bất ngờ tại LA được khai mạc. Trong khi đó, thì một chuyên gia đạo đức hàng đầu đã nói với tờ The Post rằng việc ông Biden nói chuyện gần đây với những người tham dự buổi triển lãm đầu tiên của ông cho thấy nỗ lực của Nhà Trắng nhằm cố gắng giấu tên của người mua sẽ không được hiệu quả, cho nên đã bị loại bỏ để có lợi cho kế hoạch B. Richard Painter là một luật sư đạo đức chính của Tổng thống George W. Bush cho biết, buổi khai mạc của LA, nơi mà Hunter Biden đã giao lưu với khoảng 200 khách mời, chỉ minh họa cho cách mà ý tưởng bí mật này đã không xảy ra được. Đối với bất kỳ ai muốn xem tranh của Hunter Biden tại phòng trưng bày ở Burgess tại Manhattan, nguồn tin cho biết là các biện pháp sàng lọc nghiêm ngặt đã được đặt ra. Painter hiện đang là giáo sư tại trường luật tại trường đại học Minnesota lưu ý rằng người mua tác phẩm nghệ thuật là để treo trên tường chứ không phải là để cất trong tủ, và thường họ là những người giàu có và có những người giàu có khác đến thăm nhà, rồi ai cũng biết là bức tranh đó là của ai, ông cho biết. Họa sĩ Painter cho biết là cách tốt nhất để ngăn chặn bất kỳ ai có được ảnh hưởng đối với Nhà Trắng bằng cách trả giá điên rồ cho các tác phẩm nghệ thuật của Hunter Biden là không bán nó cho tới khi bố của anh ta, tức là Tổng thống Joe Biden, rời nhiệm sở. Tuy nhiên, Painter lại cho biết là cần phải có sự minh bạch hoàn toàn về danh tính của người mua, và Tổng thống Biden cũng như những người được bổ nhiệm của ông đều phải ký cam kết là từ chối để đảm bảo những người này không thể vào được Nhà Trắng. Painter nói rằng chúng tôi đã làm điều đó ở Nhà Trắng với Bush, và nếu mọi người cố gắng liên hệ với chính phủ là những người đối tác kinh doanh của Bush, thì chúng tôi phải chắc chắn rằng họ sẽ liên hệ với những người không được là người bổ nhiệm vào các vị trí chính trị. Vào ngày thứ Tư vừa qua, tức là ngày 6 tháng 10, thư ký báo chí Nhà Trắng, cô Jen Psaki, đã bị các phóng viên ép hỏi về việc thị trưởng của LA, ông Eric Gassadi, là người đã được Tổng thống đề cử trở thành đại sứ của Hoa Kỳ tại Ấn Độ, đã tham dự buổi khai trương vào tuần trước tại Hollywood. Chúng ta có nên mong đợi để thấy nhiều người tìm kiếm việc làm trong chính quyền này tham dự những sự kiện như thế này trong tương lai hay không? Một phóng viên Stephen Portnoy của đài CBS News Radio, là chủ tịch của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, đã hỏi. Cô Jen Psaki trở nên bối rối và lặp lại những câu trả lời từ vài tháng trước và cho biết rằng, một lần nữa, người phụ trách trưng bày, tức là The Gallerist, đã nói chuyện với tôi. Chúng tôi đã nói chuyện về những chi tiết cụ thể và những gì mà người phụ trách điện ảnh ấy đã đồng ý và những đề xuất đã được đưa ra. Tôi đã làm điều đó lặp đi lặp lại một vài lần và tôi không có một chi tiết khác nào bổ sung cho nó kể từ đây. Nếu bạn muốn câu trả lời, tôi sẽ chỉ bạn tới anh ấy. Tất cả phòng trưng bày Burgess cũng như là luật sư của Hunter Biden và người xuất bản cuốn sách của ông ta và Nhà Trắng đều đã không trả lời tới yêu cầu bình luận vào ngày thứ Năm vừa qua.